giống như hồi xưa Nguyễn Minh Chiết giải thích vậy đó. À, tại sao mà đồng bào, biết tại sao mà có chữ đồng bào không? Chúng ta là cái người Việt Nam chúng ta đặc biệt lắm. Cái thời của ông Nguyễn Minh Chiết á, cái con người Việt Nam của mình nó đặc biệt lắm. Nó đặc biệt ở cái chỗ, cái giọng của ông Phúc vậy không? Đặc biệt ở cái chỗ á, mình á, là con rồng cháu tiên, đúng không? Nên á, mình á, là mẹ á, cha á, là cha là rồng mà mẹ là tiên, đẻ ra cái trứng, phải không? Có trăm con ở trong cái bọc, bởi vì mình mới có cái chữ đồng bào. Đồng bào hiểu không? Trời ơi, bắt đầu dưới này cũng vỗ tay, có con mẹ gì đâu, cái đó con nít nó còn hiểu nữa không nội. Ảnh lên thì á, quý vị coi cái mấy cái buổi nói chuyện này nè, nó chán lắm.